Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày. Các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay, vẫn nhắc lại quý vị là về tạp chí quốc phòng của TNP Channel chuyên về tin tức quốc phòng các cuộc đối đầu ở Á Châu, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và các cuộc tập trận cũng như là các biến cố xảy ra tại đây sẽ được đăng đầy đủ trong tạp chí quốc phòng với hình ảnh rất đẹp, trăng màu mỗi tháng một lần. Quý vị nào muốn order tạp chí quốc phòng, quý vị có thể liên lạc qua cái địa chỉ email trần nhật phong đạo diễn at yahoo.com Trần Nhật Phong đạo diễn đã com ngay trên màn hình của quý vị. Đây là cuốn tạp chí đầu tay của TNP Channel. Mong là tất cả khán thính giả ở khắp nơi, từ ở nước Mỹ ra tới ngoài nước Mỹ, từ Việt Nam thôi. Và ủng hộ mạnh cho cái tạp chí quốc phòng của chúng tôi để chúng tôi tiếp tục cung cấp đầy đủ tất cả những tin tức cần thiết cho quý vị. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta bước qua cái phần tin tức mỗi buổi sáng của chúng ta đầu tiên hết là tin tức có thêm chi tiết về cơ quan SEC tức là à, cái cơ quan quản trị về giám sát thị trường chứng khoán cho biết là trong đơn kiện coi à, cái à, công ty mà cái à, trang mạng mà chuyên mua bán tiền điện tử là Binance đã cố tình rút trên 700 triệu mỹ kim giữa lúc mà tình trạng à, cái, cái cái nhà trao đổi tiền điện tử đã bị mất à, rất là nhiều tiền của họ. SEC đã đập đơn truy tố 13 tội danh nhắm vào công ty Binance và người tổng giám đốc công ty này là Chen Ping Yao, được xem là một tỷ phú gốc Hoa. Trong đó họ đã có những hành động hướng dẫn sai lạc với khách hàng và tìm cách tránh né tất cả những quy tắc của lực lệ liên bang. Và vụ án này nhắm vào cái công ty được xem là trao đổi tiền điện tử lớn nhất thế giới và đang diễn ra tại một tòa án ở tại Washington DC và người được xem là bị truy tố là đã rút ra khoảng 719 triệu mỹ kim trong vòng 24 tiếng đồng hồ sau khi mà đơn kiện đã được phía của liên bang đưa ra và trong đó gần như là đây là một cái điểm chính và trong lúc mà trong cái thời gian mà trao đổi của, của thị trường tiền điện tử thì họ đã rút ra khoảng trước đó là họ rút khoảng 230 triệu mỹ kim. Đây được xem là một trong những cái đơn kiện mới nhất mà SEC nhắm vào công ty Binance, một công ty chuyên môn mua bán tiền điện tử và được xem là lớn nhất trên thế giới. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Thượng nghị sĩ Ted Cruz của Texas đã đưa ra một cái đề nghị mà trong đó dằn mặt chính quyền Cộng sản Cuba. Thượng nghị sĩ Ted Cruz đã yêu cầu là đặt tên đường ngay trước tòa đại sứ Cuba ở tại Washington DC. Thượng nghị sĩ Ted Cruz đã lên tiếng một lần nữa và chống lại cái chính quyền độc tài toàn trị của Cộng sản Cuba. Trong đó, ông thúc đẩy đặt tên đường của một con đường nằm trước mặt tòa đại sứ của Cuba ở tại Washington DC và ông mong muốn đổi tên đường này với cái tên là Oswaldo Paya được xem là một nhà bất đồng chính kiến đã bị thiệt mạng sau khi mà cáo buộc chính quyền Cuba đã sát hại ông ta. À, một lần nữa, à, cái tên này cần phải được đặt à, đặt tên để cho nhà nước Cuba thấy được hậu quả. Nhà vị thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas đã viết ở trên tờ Houston Chronicle. Tuy nhiên, điều này bất cứ ai mà mà muốn ta viết về cái tòa đại sứ này, họ phải viết tên của nhà bất đồng chính kiến trước và bất kỳ à, ai mà muốn có một cái địa chỉ tới khu vực này họ phải đi trên con đường của mang tên của nhà bất đồng chính kiến và điều này có thể sẽ áp lực chính quyền Cuba là phải biết được cái hậu quả khi mà họ đã sát hại một người anh hùng có tên là Oswaldo Paya ông Cruz cho biết là ông nhắm mục tiêu vào chính quyền Cuba bởi vì nhà mặc dù nhà độc tài Fidel Castro đã qua đời tuy nhiên chế độ này vẫn là một cái quần máy dập tắt tất cả những tiếng tiếng nói của bất đồng chính kiến và ông Paya đã được hai lần đề cử vào giải Nobel Hòa Bình là người sáng lập của phong trào gọi là Christian Liberation tức là phong trào giải và à, phong trào cách mạng thiên chúa ở Cuba ở thập niên 80 và trong thập niên 90 ông đã thúc đẩy một cuộc trưng cầu dân ý để gia tăng cái quyền tự do à, vốn đã bị giới hạn và cái quyền tự do dân sự ông qua đời năm 2012 trong một tai nạn xe cộ chính quyền Cuba cho rằng là chiếc xe này ngoài tầm kiểm soát tuy nhiên con gái của ông Đoan chắc rằng chiếc xe này đã bị buộc phải à, à, ra khỏi cái à, lề đường trước khi mà gây tai nạn và có lẽ như là đã có bàn tay của chính phủ nhúng vào. Trong đó thì à, thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas lên tiếng và nói rằng ông đã thúc đẩy dự luật ở trạng thượng viện để thay đổi cái tên con đường này. Tuy nhiên nó đã không thông qua được sau khi mà đảng Dân Chủ kiểm soát tại thượng viện. Và ông nói rằng cơ hội có thể có thêm ở trên sàn Hạ viện. Và khi mà nữ dân biểu có tên là Mario Diaz Bala của đảng Cộng hòa tại Miami đã chính thức để đơn để cái một cái dự luật ở trên Hạ viện và ông Cruz cũng đã à, thông qua một cái à, tương tự như vậy trên sàn thượng viện vào năm 2021 với sự ủng hộ của lưỡng đảng và ông được xem là một người à, gốc Cuba và à, trước đó thì và thân phụ của ông và dì của ông hầu hết đều sinh trưởng ở tại Cuba và sau khi mà nhà độc tài Castro à, chiếm lĩnh ở Cuba thì gia đình của ông đã di chuyển qua Hoa Kỳ và ông sinh trưởng tại Hoa Kỳ. Uh, Cuba, ông Cruz đã ước lượng là có khoảng 120.000 người Cuba uh, đang sinh sống ở tại tiểu bang Texas và trong đó có rất là nhiều những người đang sinh sống ở tại uh, Florida. Đó là bản tin liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, uh, Tucker Carlson đã chính thức uh, có chương trình ở trên Twitter sau khi mà ông rời khỏi đài truyền hình Fox. Một cựu tướng công viên của đài truyền hình Fox là Tucker Carlson đã cho công bố cái... Uh, tập đầu tiên của ông ta trong cái show trên Trader vào tối ngày hôm qua thứ ba và trong đó ông nói về cái cuộc phá hủy đầy bí ẩn ở trong một cái đập ở tại Ukraine ngày hôm nay chúng ta là có mặt ở trên Trader tôi hy vọng rằng đây là một trong những cái làn sóng ngắn radio nằm ở dưới cái cái áo của tôi đó là lời phát biểu của ông Carson đã đưa ra khi mà kết thúc đoạn video chúng ta đã được thấy được những cái những người gác cổng ở đây và nếu mà nó không có thất bại thì nó có nghĩa là chúng ta sẽ tiếp tục duy trì cái chương trình của chúng ta Và cái uh, chương trình này với cái tên là Tucker on Twitter Trong đó ông sẽ quay trở lại với cái uh, trang mạng sau này Và sớm và sẽ còn nhiều cái tin tức uh, được xem là hot hơn Trong đó thì uh, ông cho biết rằng là đã sau khi rời khỏi đài truyền hình Fox trên một tháng trước đây à, sau cái vụ kiện của Fox thì à, ông cho biết rằng đây được xem là một trong những cái chương trình đầu tiên của ông ta và ông nói rằng việc mà phá hủy cái đập Kakhovka ở tại à, à, Ukraine đã ảnh hưởng trực tiếp tới nước Nga và chính quyền của Nga à, và đây là cái đập đã vốn đã được xây trước đây dưới chính quyền của Nga dưới thời của Liên bang Soviet và cái đập này là cung cấp cái nguồn nước cho Crimea nơi đã có khoảng 240 năm à, 240 năm và là ngôi nhà của những người Nga ở tại khu vực vùng Hắc Hải và ông nói rằng việc mà nổ cái đập này có thể sẽ là một điều tội hại cho Ukraine bởi vì nó tổn thương cho Nga nhưng mà nó tổn thương cho Nga nhiều hơn và chính quyền của Ukraine phải duyệt xét việc mà tại sao cái đập này phá hủy và trong đó dường như ông ám chỉ là chính Ukraine đã phá hủy đập này chứ không phải là Nga. Đây là lời phát biểu của ông uh, Tucker Carlson đã đưa ra sau khi mà Nga và Ukraine đều cáo buộc lẫn nhau là đã phá hủy cái đập này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay những nhân vật bảo thủ trong đảng Cộng hòa ở tại Hạ viện đã có một cái áp lực mới với lại ông Kevin McCarthy sau khi mà họ đã phản đối cái việc mà ông đồng ý thỏa hiệp với lại ông Joe Biden trong việc giới hạn nợ đần quốc gia vào tuần trước. Đây là một nhóm gọi là House Freedom Caucus được xem là hàng chục thành viên của đảng Cộng hòa đã bắt đầu có những cái áp lực buộc ông Kevin McCarthy phải gặp gỡ ông ông phải gặp gỡ với họ để mà đưa ra những cái đường hướng làm việc với đảng Cộng hòa trong thời gian tới. Cuộc họp kín này nằm trong nội bộ của Đảng Cộng hòa, chúng tôi đang tìm cách à, gọi là thực hiện cái chính sách gọi là à, cái đường hướng hoạt động của Đảng Hòa tại Hạ viện. Đó là lời phát biểu của dân biểu Margaret Afreda, một trong những à, phát công viên của nhóm mà được xem là nổi loạn trong Đảng Cộng hòa, được xem là những thành viên bảo thủ và trong đó không chỉ là cái dự luật liên quan tới vấn đề ngăn cấm cái à, lò nướng ở trong nhà mọi người và trong đó còn có rất nhiều những cái vấn đề khác mà các nhóm bảo thủ trong đảng cộng hòa đã phản đối mạnh mẽ trong đó bao gồm luôn việc mà ông Kevin McCarthy đã thỏa hiệp với lại Joe Biden trong việc mà giới hạn nợ trần quốc gia chúng tôi tìm sẽ tìm cách giải quyết những căng thẳng đối với các thành viên trong hạ viện của đảng cộng hòa và chúng ta cần phải có một cái lộ trình làm việc trong tương lai đó là lời phát biểu của dân biểu Patrick McHenry của đảng cộng hòa tại North Carolina và vài giờ trước đó thì các lãnh đạo của đảng cộng hòa đã kêu gọi các thành viên là phải làm việc chung với nhau để tránh tình trạng có sự xung đột đây được xem là một trong những cái đạn nứt ngay trong cái nhóm House uh, Freedom House Caucus của đảng cộng hòa trong đó họ phản đối rất mạnh và họ đưa ra những chính sách rất cứng rắn mà muốn rằng ông Kevin McCarthy phải làm theo cái đường hướng này. Nếu như không, họ sẽ đệ trình một cái vụ gọi là tước đi quyền chủ tịch Hạ viện của ông. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, dân biểu Jim Jordan, chủ tịch của Ủy ban Tư pháp tại Hạ viện, đã áp lực ông Merrick Garland là Bộ trưởng Tư pháp và phải trả lời về cuộc điều tra của FBI. Dân bị Jim Jordan chủ tịch của Ủy ban Tư pháp tại Hạ viện hiện đang xây dựng một cái hình ảnh trong đó gần như là ông tìm kiếm tìm 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 tất cả những cái thông tin liên quan tới cuộc điều tra của FBI. À, ông cho biết rằng là họ đang tìm tìm kiếm những cái thông tin về hành động của FBI với lại những cái nội dung mà đảng cộng hòa đã đưa ra trong đó gần như là họ đã điều tra về cái chiến dịch gọi là tranh cử của tổng thống trump năm 2016 và quỹ ban này đòi hỏi phía FBI phải cung cấp đầy đủ tất cả những chi tiết liên quan tới cựu tổng thống trump bao gồm những chiến dịch tranh cử của ông năm 2016 việc ông giữ lại tất cả những tập tài liệu mà ở Balago, ở tại Palm Beach, Florida và việc mà cơ quan FBI đã đột kích một cách bất ngờ vào trong cái nhà riêng của ông Trump và Bộ Tư pháp gần như là nhân vật công tố viên đặc biệt đã được bổ nhiệm đã gần như hoàn tất về cái cuộc điều tra về tập tài liệu ở Malago và trong đó tiên đoán là họ sẽ có một cái uh, à, của bản truy tố đối với ông cũng như là cái biến cố xảy ra vào ngày 6 tây tháng 1 năm 2021. Luật sư của ông Trump đã lên tiếng và nói rằng họ đã gặp gỡ với các nhân viên của Bộ Tư pháp vào ngày 5 tây tháng 6 và trong đó gần như là họ nói rằng là ông đã có hành động xen vào cuộc bầu cử. À, trong đó gần như họ nhấn mạnh tới cái biến cố ngày 1 tây tháng 6. Tôi đã tranh cử hai ba lần và tôi đã làm rất tốt ở lần thứ hai. Hàng triệu, hàng triệu lá phiếu đã có thêm trong so với thời kỳ đầu tiên. Và điều này rõ ràng là trong và tôi đã dẫn đầu trước Joe Biden trong các cuộc thăm dò và cuối cùng thì bây giờ nó lại bị thất bại rõ ràng họ đã sử dụng cái Bộ tư pháp và FBI để tìm cách chống lại tôi trong việc mà loại trừ tôi trong cuộc bầu cử năm 2024 họ đã à, không đã điều tra đầy đủ tất cả những cái uh, liên quan tới gia đình joe biden và hunter biden và nó không được công bằng đây là một cái cuộc trượt đuổi của nhóm phát xích và nhóm uh, cộng sản và chúng tôi phải tranh đấu đây được xem là một trong những cái uh, lời phát biểu của ông trump đưa ra và trong đó thì phía của ủy à, ban đặc trách về Tư pháp của Hạ viện đã gửi một lá thư cho ông Merrick Garland yêu cầu là phải giải thích đầy đủ tất cả những cái cuộc điều tra của ông Smith trong cái uh, việc mà FBI đột kích vào mar cũng như là cái tiến trình cuộc điều tra này. Đây được xem là một trong những phản ứng mới nhất của ủy ban Tư pháp tại Hạ viện sau khi luật sư của ông Trump tiết lộ là họ có thể truy tố ông Trump liên quan tới cái uh, việc lưu trữ các tập tài liệu này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, các thành viên của đảng Cộng Hòa ở tại Hạ Viện đã lên tiếng cảnh cáo là sẽ có tình trạng thiếu điện ở năm 2030 nếu tiếp tục theo đuổi cái chương trình gọi là Green Power, tức là điện xanh và điện sạch các thành viên của Đảng Cộng Hòa đã lên tiếng và nói rằng họ sẽ phản đối mạnh mẽ cái chính sách về năng lượng và quy tắc dành cho ngành điện ở Hoa Kỳ và trong đó có thể dẫn tới một sự thiếu hụt điện cho Hoa Kỳ ở năm 2030. Đó là lời phát biểu của dân biểu Bill Johnson của Ohio đã đưa ra trong cuộc điều trần ngày 6 tây tháng 6. Trong đó ông nhấn mạnh về những quy tắc mới được đặt ra bởi cái cục bảo vệ môi trường phối hợp với một số những tổ chức về môi trường đã cố tình đưa ra những cái ta chính sách gây gắt và có thể làm cho phía ngành điện sẽ bị thiếu tại Hoa Kỳ. Trong đó bao gồm luôn việc mà giới hạn rất khó khăn trong việc phát triển và khai thác những cái nguyên liệu dành cho ngành điện giữa lúc mà phía của các cái nguyên liệu của ngành điện xanh lại không đủ cung cấp cơ quan bảo vệ môi trường đã cung cấp ra một loạt những cái tiêu chuẩn vào ngày 11 tây tháng 5 trong đó gần như là họ giám sát chặt chẽ gà và rất là khó khăn với những cái nguyên liệu mà họ cho là vi phạm môi trường trong đó thì uh, Tom Harris thuộc cái tổ chức gọi là International Climate Science Coalition nói rằng là cần phải có những quy tắc gây gắt hơn để giảm đi tình trạng mà khí carbon khảy thảy ra bầu không khí. Tuy nhiên thì... Uh, phía các thành viên tại Hạ viện của Đảng Cộng hòa lên tiếng và nói rằng đây là hành động rõ ràng có thể làm cho Hoa Kỳ rơi vào tình trạng nguy hiểm về năng lượng và đặc biệt là thiếu điện ở năm 2030. Ngược lại, Đảng Dân Chủ cho rằng đây là một trong những cái chính sách để phù hợp với thời đại mới và trong đó bao gồm luôn việc mà phải giám sát và giới hạn việc sử dụng các loại nguyên liệu mà họ cho là gây ô nhiễm không khí. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Chris Licht đã phải rời khỏi chức tổng giám đốc của đài truyền hình CNN. Chris Lish đã phải bước ra khỏi chức tổng giám đốc sau 16 tháng nhận công việc này của đài truyền hình CNN. Loan báo này dự tính sẽ được đưa ra trong vòng 48 tiếng đồng hồ, theo một uh, phóng viên có tên gọi là Dylan Bayer đã đưa ra trong một uh, thông cáo báo chí vào ngày hôm nay thứ tư. Bayer được xem là nói rằng là có ông Lish 51 tuổi là người sẽ được thay thế bởi Amy Etelis 72 tuổi, vốn là một giám đốc lâu năm của uh, CNN có thể sẽ quay trở lại thay thế vị trí của ông Lis mà trước đây người nắm vị trí này là Jeff Zucker, người đã bị cáo buộc về các cái tội liên quan tới lem nhem về tình dục và quan hệ tình ái một cách gọi là bất minh ở trong đài CNN. Ông Lis đã bị dân di viên của CNN phản đối sau khi mà ông quyết định cho phép phỏng vấn cựu tổng thống Trump trên đài truyền hình CNN và dẫn tới một cái mức địa, điểm coi cao nhất ở tại CNN. Tuy nhiên, dưới áp lực của các thành phần cực tả nằm trong đài truyền hình CNN, thì ông Leach đã phải tuyên bố là ông sẽ phải rời khỏi chức tổng giám đốc của CNN bởi vì gần như là các cái lực lượng cánh tả trong đây không muốn ông ta mở một cái diễn đàn nào cho tất cả những nhân vật bảo thủ, đặc biệt là với cá nhân của cựu tổng thống Donald Trump. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và liên quan tới tình hình của trung quốc ngày hôm nay đầu tiên hết là bản báo cáo từ úc cho biết là những người phát triển nhu liệu ở tại trung quốc đã viết cái mã code cho công ty tiktok và trong đó gây ra lo ngại đảng cộng sản trung quốc có thể xâm nhập vào dữ liệu trên một tỷ người sử dụng công ty này cái trang video này của công ty này và trong đó gần như là họ được lệnh là phải dập tắt tất cả những tiếng nói đối lập và ủng hộ định hướng cho những cái ủng hộ cho đảng cộng sản trong cái nền dân chủ và trong đó thì một tờ báo tại úc có tên gọi là australia financial review cho thấy rằng là các kỹ sư ở trong công ty tiktok ở công ty mẹ biden đã có liên hệ tới cái việc phát triển cái nhiên liệu này cùng với lại việc mà họ tạo ra những công cụ có thể giúp cho đảng cộng sản trung quốc và cái chính quyền bắc kinh có thể xâm nhập vào dữ liệu trên một tỷ người đang sử dụng cái trang mạng tiktok ngoài ra thì họ đã tạo ra những công cụ để có thể giúp cho các nhân viên làm việc tại tiktok có thể kiểm soát và dập tắt tất cả những tiếng nói đối lập cũng như là có thể thu lượm tất cả những, ta, những cái uh, Thông tin cá nhân gồm có các cái email, các cái tên của những người mà ghi danh trên mạng TikTok. Đây được xem là bản báo cáo mới nhất và gần như là họ đã cung cấp đầy đủ tất cả những cái thông tin này cho cái cơ quan đặc trách về mật vụ tình báo của Cộng sản Trung Quốc. Và điều này đã dẫn tới một sự báo động trong cái cộng đồng tình báo tại nước Úc trong cái bản báo cáo từ năm 2017, trong đó gần như là họ cho biết là đảng cộng sản trung quốc đã tìm cách gọi là thúc đẩy các cái kỹ sư cũng như là các cái nhân viên làm việc trong những công ty về mạng xã hội tại trung quốc là phải ủng hộ hỗ trợ và hợp tác với lại cái cơ quan tình báo quốc gia giữa lúc mà đảng cộng sản trung quốc đang tìm cách gọi là buộc tất cả những người sử dụng trên mạng xã hội là phải tuân thủ những quy tắc của họ đặt ra trong đó nhằm mục đích bảo vệ cho chế độ đây được xem là một trong những cái hành động mới nhất mà chúng ta thấy rõ là các cái mã code tức là các cái um, mã số mà viết ra cái trang tiktok này đã cung cấp đầy đủ tất cả những cái quyền điều hành cho phía đảng cộng sản trung quốc và cơ quan mật vụ của trung quốc và điều này có nghĩa là hàng tỷ người uh, sử dụng trang mạng video tiktok đều sẽ bị nằm dưới sự kiểm soát của đảng cộng sản trung quốc đó là bản tin liên quan tới tình hình của trung quốc ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình Á Châu ngày hôm nay, đầu tiên hết là Đài Loan lên tiếng cảm ơn chính quyền bảo thủ của Ý đã ủng hộ cho tình trạng duy trì cái hiện trạng trên eo biển Đài Loan. Bộ Ngoại giao của Đài Loan trong ngày thứ tư đã đưa ra một lời cảm ơn với Ngoại trưởng của Ý là Antonio Tajani khi mà ông lên tiếng và ủng hộ duy trì cái hiện trạng trên eo biển Đài Loan. Chuyến viếng thăm uh, bởi ông uh, Francesco Morosini Mor 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 từ singapore và trong đó gần như theo báo cáo cho biết là đã tham dự vào trong cái uh, cuộc đối thoại về với tuyến đường indo pacific và tangani đã lên tiếng và khẳng định là quyền tự do hàng hải và ổn định trên eo biển đài loan là điều cần thiết và ổn định cho hòa bình của thế giới cũng như nguồn cung cấp trên thế giới và việc này là ông phản đối việc mà đơn phương thay đổi cái hiện trạng trên eo biển đài loan tangani được xem là người ngoại trưởng của ý và nằm trong chính quyền bảo thủ của bà Maloney đã lên tiếng và nói rằng Việc mà eo biển Đài Loan là một cái tuyến đường quan trọng hàng hải và trong đó là một cái gối quan trọng cho nền kinh tế của thế giới, đặc biệt là trong lĩnh vực kỹ thuật và không thể sẽ bị thay đổi hiện trạng bởi bất cứ hình thức nào. Và nước Ý phản đối toàn bộ cái việc mà thay đổi đơn phương ở trên cái hiện trạng trên eo biển Đài Loan. Đây được xem là một trong những cái lời khẳng định của chính quyền bảo thủ của Ý của bà Meloni sau khi mà bà đắc cử chức thủ tướng của Ý và được xem là nữ thủ tướng đầu tiên của nước Ý và đã đưa ra một số những chính sách có vẻ cứng rắn hơn với Trung Quốc so với chính quyền trước đây đã gia nhập vào một vành đai một con đường của Trung Quốc và không bao giờ lên tiếng ủng hộ cho Đài Loan. Ngược lại, bà Meloni là thủ tướng quý đã có cái hành động được xem là ủng hộ mạnh mẽ cho cái việc duy trì hiện trạng trên eo biển Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Đài Loan ngày hôm nay và cũng liên quan tới Đài Loan ngày hôm nay, một tiệm 7-Eleven đã được yêu cầu là phải lấy ra tất cả những cái thùng bia mà trong đó đề cái chữ là Taiwan China. Bản tin mới nhất từ ở Đài Bắc cho biết thì một tiệm 7-Eleven đã được lệnh là phải lấy xuống tất cả những cái chai bia hoặc là những cái thùng bia mà đề chữ Taiwan China ở tại hay là đề chữ là Taipei City China tức là thành phố Đài Bắc Trung Quốc sau khi mà họ phát hiện ra là những cái loại bia này đã được cán những cái nhãn hiệu trên. Bản tin mới nhất cho biết thì việc này đã được phát hiện bởi cư dân mạng và họ đã bỏ trên Facebook, trên Twitter cũng như là trên trang Weibo, trong đó chụp hình bằng chữ hoa ngữ cho thấy rằng là cái bia có tên gọi là Select I Bia và trong đó còn họ gắn một cái chữ gọi là Asahi Bia của của Nhật Bản trong đó đề chữ Taiwan China và nhập và trong đó bao gồm luôn chữ Taipei City China là một phần của các loại bi được xuất cảng tại đây. Những loại bi này được xuất cảng, được phát, được sản xuất ở tại Đài Loan và một phần nhập cảng từ phía của Nhật Bản. Trong đó phía bộ Ngoại giao của Đài Loan cho biết và thông báo và họ nói rằng đây không phải là những sản phẩm từ ở trực tiếp từ nước Nhật mà nó lại nhập cảng từ phía Trung Quốc và trong đó vấn đề chữ Taipei, China hoặc là chữ Taiwan, China đây được xem là một trong những cái hành động cứng rắn của chính quyền đài bắc ngay sau khi việc này được phát hiện và được tường trình bởi đài tvbs ở tại đài loan và đây là một trong những cái công ty 7 eleven tức là một cái chi nhánh của 7 eleven của hoa kỳ tại đài loan đó là bản tin liên quan tới tình hình của đảo quốc đài loan ngày hôm nay và sau khi bị hoa kỳ cấm vận cũng như có những chính sách cứng rắn thì ngay tại đài loan công ty Huawei của Trung Quốc chỉ còn có một cửa tiệm duy nhất ở thành phố Đài Bắc và có thể sẽ bị đóng cửa trong thời gian tới. Bản tin mới nhất cho biết là công ty Huawei gần như đã đóng cửa tất cả các cửa tiệm của họ ở trên đảo quốc Đài Loan và bây giờ chỉ còn một tiệm duy nhất ở thành phố Đài Bắc và trong vòng một tuần lễ nữa có thể công ty này cũng sẽ phải đóng cửa. Lệnh cấm vận đối với công ty Huawei đã ảnh hưởng rất nhiều tới cái hoạt động của công ty này đặc biệt là lo ngại về tình trạng mà an toàn không gian mạng cũng như là hoạt động gián điệp dưới chính quyền của tổng thống Trump và sau đó là chính quyền của ông Joe Biden bà đã ban lệnh cấm xuất cản các kỹ thuật Hoa Kỳ cho công ty này của Trung Quốc bởi vì họ đã đóng góp rất nhiều cho lực lượng PLA và gần như là công ty Huawei trước đây đã có hàng trăm cửa tiệm của họ ở trên đảo quốc Đài Loan và giờ đây các cửa tiệm dần dần đóng cửa và tiệm duy nhất còn lại là cái tiệm nằm ở thành phố Đài Bắc có thể tuần tới cũng sẽ phải đóng cửa đây được xem là một chính sách cứng rắn khi mà Hoa Đài Loan đáp ứng cái yêu cầu của Hoa Kỳ là giới hạn việc xuất cản các kỹ thuật cũng như là cho, mở đường cho các công ty kỹ thuật của Trung Quốc xâm nhập vào thị trường của Đài Loan năm 2019 đã có 13 cái ca công ty của Trung Quốc đã bị Đài Loan đóng cửa bởi vì đã nghi ngờ là có những cái hoạt động gây a... nguy hại cho an ninh quốc gia và giờ đây công ty Huawei đã lên tiếng và nói rằng tất cả những sản phẩm của họ là những sản phẩm về điện thoại viễn thông đều có mức độ an toàn tuy nhiên thì và phía chính quyền của đài Bắc đã cho biết rằng là họ đã duyệt xét tất cả những cái thiết bị của công ty Huawei và trong đó rất nghi ngờ đã được lắp đặt những cái con bớt điện tử và có thể theo dõi tất cả những cái thông tin dữ liệu của người dân Đài Loan do đó thì công ty này gần như đóng cửa cả trăm cửa tiệm của họ ở tại Đài Loan và chỉ còn một cửa tiệm duy nhất ở thành phố Đài Bắc có thể sẽ bị đóng cửa vào tuần tới đó là bản tin liên quan tới tình hình của đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay và liên quan tới tình hình việt nam ngày hôm nay báo chí cộng sản việt nam đăng tin là tàu cá đánh cá của dân miền trung ở bình định đã bị đâm bởi một chiếc tàu mà họ mô tả là một chiếc tàu hàng nhưng không nói rõ và cũng không viết là tàu lạ Bản tin mới nhất cho biết thì một chiếc tàu cá của dân Bình Định hoạt động ở vùng biển à, Vũng Tàu đã bị à, một chiếc tàu hàng đâm chìm cách bờ khoảng 140 hải lý, tức là nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Sáu ngư dân đã được cứu cấp một cách an toàn. Tuy nhiên, báo chí Cộng sản Việt Nam đã không cho biết tên của chiếc tàu hàng nào đã đụng phải chiếc tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam. Thời gian gần đây thì các tàu dân quân ngư phủ của Trung Quốc đã liên tục có mặt ở trên cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và thường xuyên có những cái hành động ăn hiếp, tấn công, sách nhiễu và kể cả đánh đập tất cả những ngư phủ Việt Nam ở trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và vụ mới nhất này diễn ra vào ngày hôm qua hôm nay 7 tây và trong đó Báo cáo vẫn chưa đầy đủ và cũng chưa ai cho biết chiếc tàu này là phải là chiếc tàu hàng hay là tàu dân quân ngư phủ của Trung Quốc, cũng như là họ không nói rõ lai lịch của chiếc tàu đã đánh đã khiến cho chiếc tàu đánh cá của Bình Định đã bị đã đụng chìm và khiến cho 6 thủy thủ bị rơi xuống biển và may mắn là họ đã được cứu cấp kịp thời. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, tờ South China Morning Post cho biết tình trạng mà cúp điện luân phiên tại phía Bắc Việt Nam có thể sẽ ảnh hưởng tới dây chuyền sản xuất bao gồm luôn cả công ty Apple và trong đó gần như là Cộng sản Việt Nam tìm cách trấn an. Trong bản tin mới nhất cho thấy là tình trạng mất điện luân phiên tại Việt Nam ở phía Bắc à, có thể sẽ ảnh hưởng tới các cái nguồn sản xuất của công ty Apple và trong đó thì chính quyền Cộng sản Việt Nam ở tỉnh Bắc Giang, nơi được xem là có công xưởng sản xuất một số những cái phụ tùng cho công ty Apple đang nằm dưới tình trạng đe dọa là sẽ bị mất điện và điều này đã dẫn tới tình trạng mà thành phố Bắc Giang đã có những cái uh, lời tuyên bố và đã có những cái lời trấn an đối với công ty Apple và một số những công ty điện tử tại đây là họ sẽ không cúp điện để duy trì cái mức sản xuất tại khu vực này. Nó nằm gần tỉnh Bắc Ninh và một trong những bí thư của tỉnh Bắc Ninh có tên là Nguyễn Anh Tuấn đã ra lệnh cho tất cả các viên chức ở trong cái khu vực này là không thể để cho tình trạng sản xuất của các công xưởng bị phết out và bị black out tức là bị uh, cúp điện trong lúc mà uh, công ty Apple cho biết là họ có thể sẽ duyệt xét tới việc mà rời khỏi khu vực này sau khi mà tình trạng thiếu điện trầm trọng đang diễn ra tại khu vực phía bắc của Việt Nam Cùng một lượt thì Bộ Công Thương Cộng sản Việt Nam đã lên tiếng và nói rằng nguy cơ thiếu điện miền Bắc hầu hết là à, đều đang diễn ra. Gần như là hệ thống điện ở miền Bắc thiếu khoảng 4.350 MW và tương đương với 30.9 cho tới 50.8 triệu kWh mỗi một ngày và gần như là không đủ điện để cung cấp. Theo tường trình cho biết, thì việc thiếu điện này bắt nguồn từ việc mà công ty điện lực Việt Nam tức là EVN đã phải mua điện giá cao và theo cái áp lực của Bộ Công Thương là phải cung cấp giá điện thấp cho người dùng trong thời gian có đại dịch và hậu quả sau gần 2 năm đại dịch bùng nổ thì công ty này đã lâm vào tình trạng thua lỗ và không đủ sức để mà mua thêm điện và tình trạng này đã dẫn tới tình trạng thiếu hụt điện trầm trọng tại Việt Nam. Các tỉnh ở miền Bắc liên tục đã bị cúp điện và một số nơi khu gia cư và có một số nơi là khu sản xuất cũng đã bị cúp điện luân phiên. Trong khi đó thì tại thành phố Hà Nội đã bất ngờ có một cái cuộc cúp điện khiến cho các thang máy đang di chuyển bị ngưng động và việc này đã báo động lên tới cái khu vực của Trung ương Hà Nội và giờ đây thì gần như là toàn bộ khu vực phía Bắc của Việt Nam đều lâm vào tình trạng thiếu điện trầm trọng và nơi đây đặc biệt là khu vực ở Thái Nguyên và kể cả ở khu vực Bắc Giang là những nơi đang có hoạt động của các công xưởng của Samsung, của Apple, họ đang tìm cách gọi là tìm cách tăng cường nguồn điện tại đây. Trong khi đó thì phía Trung Quốc đã bác bỏ một cái đề nghị của phía Việt Nam là tăng cường nguồn cung cấp điện. Trong khi đó thì phía Lào cho biết là họ cũng không thể tăng quota cho phía của Việt Nam bởi vì cái nguồn điện mà Lào sản xuất hiện nay đã đủ cung ứng cho tất cả những đối tác của họ bao gồm Thái Lan, Miến Điện và Trung Quốc. Do đó phía Việt Nam muốn yêu cầu tăng quota họ cũng không đủ sức để tăng quota cho phía Việt Nam tình trạng này đang trở thành một cái mối đe dọa lớn đối với lại ở Việt Nam giữa lúc mà mùa hè đang chuẩn bị tới và trong đó cái nóng của mùa hè của xứ nhiệt đới có thể sẽ khiến cho nhiều người dùng điện hơn và tình trạng thiếu điện sẽ trở nên trầm trọng hơn đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình việt nam ngày hôm nay một ký giả có âm mưu tống tiền đã bị đánh đập và giờ đây thì những kẻ mà đánh đập đã bị công an truy tìm hiểu và điều tra bản tin mới nhất cho biết bốn người thuộc đài truyền hình hà nội đã tới khu vực ở phố đông cát phường ô chợ dừa ở đống đa để mà gọi là điều tra về thị trường buôn bán quạt tích điện tức là những cái loại quạt mà có thể tiết kiệm điện trong đó thì gần như là có cái sự nâng giá ở trong các cái loại quạt này giữa lúc mà thời tiết nóng bức đang diễn ra tại việt nam và các ký giả của đài truyền hình này được biết là tới đây với cái mục đích là để đưa những cái tin tiêu cực về cái tình trạng buôn bán quạt tích này khiến cho những chủ nhân của những cái nơi mà bà sản xuất và buôn bán quạt tích này cho rằng họ đang bị tống tiền và cuối cùng thì à, câu chuyện xảy ra là họ đã túm cổ và đập cho phóng viên một trận à, gọi là à, rất là nặng và sau đó thì à, phía phóng viên này đã lập tức báo cho công an biết và giờ đây thì công an ở à, thành à, công an ở hà nội và cái hội nhà báo cho rằng không thể chấp nhận hành động tấn công ký giả và yêu cầu điều tra trong khi những ký giả này đã đến để mà tìm cách gọi là tống tiền đối với những cái cơ sở bán quạt tích điện tức là cái loạt là hoạt tiết kiệm điện ở tại uh, khu vực ở Đống Đa Hà Nội và điều này cho thấy rằng giới ký giả cộng sản Việt Nam luôn dựa vào công an và luôn có những cái hành động tống tiền đối với lại like, những cơ sở tiểu thương tại Việt Nam và một khi mà họ bị uy hiếp hoặc là bị uh, phản ứng bởi các cơ sở tiểu thương thì họ báo cho công an biết và lấy danh nghĩa là có những cái cuộc gọi là đàn áp báo các nhà báo làm việc và tác nghiệp đây được xem là một trong những cái cấu kết mới nhất của công an và giới ký giả làm tiền và tống tiền ở trên mặt báo chí và đài truyền hình đó là bản tin liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bản tin này Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các khán giả và chúng ta sẽ gặp lại sau.